Năm 7 tuổi, nhặt được con ve sầu cứ ngỡ là có cả mùa hè trong tay. Lớn lên mới biết, nó là con gián. Năm 10 tuổi, nhặt được 15 tỷ cứ ngỡ là có cả một gia tài trong tay. Lớn lên mới biết, số tiền đó chỉ đủ cho một dân chơi nào đó đầu tư vào một game X nào đó mà thôi. Nếu bạn là mình, vô tình nhặt được 15 tỷ và bắt buộc phải tiêu hết trong vòng 18 tháng thì bạn sẽ làm gì? Mua sắm nhà lầu xe hơi? Hay là bạn có dám đầu tư vào Riot Kingdom như dân chơi mà mình nói ở trên hay không? Chào mừng anh em đã quay trở lại với Gameplay You. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục review account của GPI. Tài khoản hôm nay vô cùng đặc biệt khi được drop vốn đến 15 tỷ Việt Nam đồng. Để xem một tài khoản 15 tỷ trông hình hài như thế nào anh em nhé. Liệu có đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra hay không? Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu ngay nào. Mua bán tài khoản Riot Kingdom với giá ưu đãi nhất mùa hè. Tiết kiệm hàng tấn tiền cọc thẻ và hàng năm công sức cày cuốc. Đến ngay với GPI, các bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ trung gian mua bán tài khoản nhanh gọn, an toàn và uy tín nhất hệ mặt trời. Chi tiết hơn, hãy click vào đường dẫn dưới phần mô tả. Về mục thông tin chung, bot này vẫn được các anh em trong Kingdom gọi với một cái tên thân thương, đó là Ivan. Tên nghe đã thấy tây rồi đúng không nào? Chính xác thì bot này đang ở bên Mỹ. Không phải Mỹ Tho hay Mỹ Đình đâu nhỉ? Mỹ thật 100% đấy. Đúng là chơi như tụi Mỹ anh em ạ. Nền văn minh ở đây sẽ là đế chế Ottoman, sức mạnh hiện tại là 106 triệu, điểm tiêu diệt là 10 tỷ 600 triệu. Cũng như bao nhiêu người chơi khác, Olympia thì bot vẫn các cổng hoàng kim vinh diệu thôi. Danh cao nhất thì cũng đến tông sư siêu phàm 3. Nhìn sơ qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng mà nếu anh em nhìn sang ID thì thực sự là chiến trường đấy. Tài khoản này chỉ có ID đầu 12X mà thôi, tức là mới chơi đâu đấy hơn 1 năm. Để biết chính xác khi nào thì chúng ta phải check nữ xạ thủ đã. Tài khoản này được tạo vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, khoảng 1 năm rưỡi anh em nhé. Tiếp theo thì đã đến với nội thất bên trong, xem là bot decor thành phố như thế nào nhé. Chà, khá là đẹp ấy nhỉ. Chúng ta có rất nhiều đá dát vàng ở đây. Ở đây mình thấy bot xây nguyên một con đường, trông khá giống ngọn đuốc ấy nhỉ. Khả năng cao là bot mạnh hỏa anh em ạ. Thích cái gì đó thật là nóng bỏng cháy cháy cơ. Ở giữa bot còn xây thêm một cấu trúc hổ phụ nạm vàng, chắc là để trong nhà đây anh em ạ. Ai mà có ý định đột nhập nhà bot thì cứ thoải mái nha. Con này hiền lắm, nó không cắn đâu, nó chỉ đấm thôi. Tiếp theo là xem chủ đề thành phố của bot có những gì nha. Tuy tài khoản này khá mới nhưng chủ đề thành phố thì cũng rất ra gì vào này nọ. Có cả chủ đề thành phố nhà kỵ mới nhất, đó là 15% máu. Nhà kinh đô cổ xưa tăng 15% tấn công cung nữa này. Nhà vương miện vinh quang tăng 15% phòng thủ bộ, cũng khá đẹp. Tiếp theo là nhà 15% phòng thủ kỵ, 15% phòng thủ cung luôn, 15% công bộ bot khó. Cuối cùng là không thể thiếu chủ đề quốc dân, nhà KPK1 được. Vậy là từ lúc tạo tài khoản cứ sơ hở có thiên đỉnh là bot đua luôn, không phải nghĩ. Thế nên là nhà 15% nào bot cũng có. Chắc hẳn bot là một nhà sưu tầm tài ba rồi anh em ạ. Cơ mà sưu tầm như này thì tốn lúa phết đấy anh em. Tiếp theo thì chúng ta đến với mục đám mộ trò nhất để xem bot mắc được bao nhiêu tướng cam rồi. Sau khi áp dụng khả năng tính toán thiên bảng của mình thì bot có 41 tướng cam rồi nha anh em nha. Chính xác là 41 tướng cam đã mắc và tính cả tướng phàm đấy. Chúng ta sẽ xem bộ binh trước tiên. Có vẻ bot không thích bộ binh lắm nên vẫn còn thiếu rất nhiều tướng. Để xem nào. Bot đang sử dụng lưu triệt để làm chủ lực của bộ binh. Uầy, xét đồ chất như nước cất với 6 món ta lợn. Có luôn cái búa nhận nguyệt ca lợn luôn anh em. Xét này khá ổn khi bot vẫn có thể tận dụng tốt bonus từ mốc 2 của xét đế chế. Xem vũ trang thì chỉ số khá cao, hơn 24%, cộng thêm 0,9% mọi thiệt hại nữa. Nói đến cái thiệt hại này thì mình cũng có một cái trích lỏ nữa. Đó là nếu mà anh em có vũ trang nào mà có 1,7% thiệt hại ấy, thì anh em khóa vào nha. Và anh em bắt đầu tẩy luyện hai dòng trên, tại vì cái dòng thứ 3 1,7% mọi thiệt hại đó là rất quý giá. Minh Văn thì bot có hiếu chiến, lại là công thức tung đoàn tấn công thường có 10% xác suất ABCZ, quá hợp lý với lưu triệt rồi. Gai góc, cứng cựa thì tăng tấn công và máu, vậy là có tổng cộng 30% chỉ số rồi đấy nhỉ, xịn xò thật sự. Quay qua với Quan Vũ, có vẻ đây là đạo quân bộ binh thứ cấp để bot kiếm kill. Chúng ta có 3 món ta lợn, trang sức thì chỉ là tím mộng mơ thôi, chắc là bot chân muốn nâng cấp vội. Vũ trang cung cấp khoảng 19% chỉ số. Minh Văn thì có cái nâng đỡ này, tăng tối đa 5% tấn công thường. Cái này mà cho lưu triệt thì hết nước chấm. Cơ mà không được, tại vì đây là đội hình đấm giác. Tiếp theo thì Minh Văn cứng cựa này ok phết. Bot có 2 key dép bộ binh, đó là Zenobia và Flavius. Flavius đang dùng một bộ vũ trang khoảng 25% chỉ số. Cái Minh Văn này thì 30% nhận thêm khiên, cũng khá ngon khi đồn trú. Với dàn tướng này thì bot có thể đánh lưu triệt Alex, Quan Vũ Sibyl, hoặc là Sibyl lưu triệt, Quan Vũ Alex. Thủ thành thì cứ Zenobia Flavius, hoặc là thủ cờ Flavius Sibyl thôi. Còn lại thì bot vẫn đang cân nhắc, anh này vẫn còn dư tận 600 tượng vàng mà anh em. Tiếp đến là xem con cưng kỵ binh nào. Nesky thì có một set talent nhưng mà thiếu 2 trang sức. Ui,
Lại là vũ khí KVK có talent. Chắc là boss này nạp nhiều nên là Lilith bắp thêm 500% may mắn khi đập đồ đây. Mấy anh em S2P mà đầu còn Mina ấy, thì nên phá giới đi nha. Vũ trang thì 22% chỉ số, đi kèm với Minh Văn Hùng Hổ. Đại loại là giải hữu ứng khống chế và gây thêm một chút sát thương anh em ạ. Cứ bệnh thì có vẻ không được boss ưu ái lắm, nên là mặc một set trông hơi tù túng một tí. Tù với các boss khác nhưng mà với ID như này thì vẫn rất ổn nha. Vũ trang thì được 24% chỉ số, thêm 1% mọi thiệt hại nữa. Minh Văn thù hận này cấp nộ khi giảm máu. Cái còn lại là tăng tốc độ chạy, Minh Văn thì cũng bình thường. À, bố giấu thêm một con hàng Attila này để chờ tướng kỵ gian 9 với sát thương trừng phạt này. Vũ trang thì tầm 12% chỉ số thôi, nhưng được cái Minh Văn mà gánh anh em ạ. Cái này có phá hủy giảm phòng thủ này, phòng vệ giảm sát thương kỹ năng nhận vào, đường bắn này tăng tấn công thường. Nói chung là bộ này của Attila vẫn cần nâng cấp nhiều. Nhìn qua dàn tướng này ấy, thì bố có thể làm Kidali kỵ binh với Justinian và Nesky, hoặc là Attila Nesky, hoặc là Attila Justinian. À, dưới này còn William nữa, William bot mới là 5511. Nên nếu đánh đồng thì có lẽ là hoặc khứ bệnh Doan P với lại hạng vũ Nesky, hoặc là một cách phổ biến hơn đó là Nesky Doan P và hoặc khứ bệnh Justinian. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cung thủ nha. Đập vào mắt mình ngay đây sẽ là Dido với nguyên một set talent sáng chói. Làm ngay hai cái trang sức KVK có talent. Bốt này có nhân phẩm tối thượng rồi. Minh Văn là khá nhiều. Bình tĩnh và hiếu chiến này ngon cực. Ba cái này tăng sát thương phản công. Tăng công với lại tăng thêm sát thương cũng rất là ok là. Vũ trang thì chỉ khoảng hơn 20%. Bonus thêm 1,1% mọi thiệt hại nữa. Bộ này ổn nha anh em nha. Nebo thì cũng mang một set hơi thở của hàm rồng. Nhưng mà nó lạ lắm. Này chắc là hơi thở thằn lằn anh em ạ. Nhưng mà trách sao được. Tài khoản của bốt vẫn còn trẻ mà. Được mỗi hai món talent còn lại trắng tinh. Còn lại con chữ biểu trưng món nào chứ. Vũ trang thì tầm 26% chỉ số cho cung thủ. À, rất tốt nha. Nhưng mà cái này có Minh Văn thì sẽ ngon hơn. Ở đây thì bốt có Henry, Bodica ra các lượng đủ cả. Ngoài ra bốt còn mắc thêm khá nhiều các tướng ở KVK1, KVK2 như là Edward, Thomas, Tomerit. Thánh nữ Artemisia thì 4453. Cả đủ rồi. Cyrus đại đế thì 5521. Ông này hay có kỹ năng thành lũy ở anh hùng ca lắm này. Zizamet 2442. Thôi bỏ, ông này bỏ đi 5 người. Thiếu mỗi Amanitor chỉ triệu hồi thôi anh em. Cuối cùng nó là các tướng lãnh đạo. Bố có Heraclius với set 5 món nữ thần huy hoàng, đi kèm thêm một cái váy tím có talent nữa. Trong mấy cái món vàng này thì bố được cái găng tay có talent. Bố cũng sắp thay trai gian rồi. Bây giờ ai các bố làm gì có ai dùng trai gian nữa. Chẳng qua là cái nick này của bố là kiểu con trẻ ấy, nên thiếu tướng nên phải dùng thôi. Em mẹc thì mắc rồi, có cả Jisung Shin này. Cặp đôi Hera Jisung Shin ôm cờ thì ngon khỏi phải bàn. Ghép tới nái luôn. Bốt thì thiếu mỗi sim lỏ là lữ bố, đầu củ tỏi Suleiman. Honda thì bốt chỉ nâng tới 322. Võ tóc thiên là 2411. Ragna thì 5554. Uầy, bỏ chìa thôi mà gần mắc anh ạ. Moctezuma thì 5541. Được, ít ra thì không đi vào vết xe đổ của bốt MG. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy trên màn hình của bốt còn khá ít tài nguyên, bởi vì bốt vừa chiến xong một King Zone, bao nhiêu lúa thóc thì đi cả rồi. Vào sảnh anh hùng xem nào, xem bốt đô lính nào nha. Ui, chà, căng thẳng quá anh em ạ. Bốt chết 29 triệu lính. Gần như là toàn bộ T5, có mỗi 1.400 xe T4 thôi. Hiện tại thì bốt Ivan đang ở Kingdom 2890 cùng với bốt MG. Bốt MG mà ở video đầu tiên mình review ác ấy. Bốt MG thì đốt lính cũng căng đét anh ạ. Ác chính của bốt MG thì đi mất 30 triệu T5 rồi. Ác phụ thì đi mất 20 triệu T5. 2890 này thì theo mình biết là vừa trải qua một cái KVK đáng nhớ khi mà thua chạy hỏa ở zone 5, thắng ngược chạy hỏa King Zone, nhưng mà lại thua lại khi mà đồng minh của chạy hỏa ép qua. Hiện tại thì 2890 đã đá hết Farmer ra khỏi liên minh chính và chuẩn bị một đợt anh trừng sau KVK. Chỉ giữ lại hơn 120 người, với sức mạnh của liên minh chính chỉ vỏn vẹn là 8 tỷ. 8 tỷ sức mạnh nhưng mà kill point vẫn hơn 300 tỷ anh em nha. Đây là một hành động mà mình đánh giá cực cao và thể hiện được sự công bằng cũng như nghiêm túc của dàn lead bên 2890. Nếu anh em có nhu cầu thì một vương quốc tốt với nhiều dương vàng và dĩ nhiên là luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình thì hãy đến 2890 nha. Link Discord mình để ở dưới phần mô tả nha. Nhớ là đến là phải đánh nhau tốt nha. Chứ 2890 làm gắt vụ lọc mềm lắm đấy. Đến cuối KVK lại đè nhau ra zero nhau thì mất hay. Ưu tiên anh em có khả năng là mua full pop up và một vài gói chuyên sơn nha. Nhanh chân lên anh em, slot có hạn đấy.
Quay lại chủ đề chính nào. Chúng ta cùng xem lại mục thông tin cá nhân của Bốt. Bốt đã đạt được 345 triệu sức mạnh tối đa và đã chết 93 triệu lính. Ui, trời ơi. Nếu mà Bốt mà là chỉ thủ tiếc lính không đốt ấy, thì có lẽ bây giờ Bốt đã hơn 1 tỷ pound rồi anh em ạ. Thu nhập tài nguyên thì 2 tỷ nhưng mà hỗ trợ 18-19 tỷ tài nguyên cho mọi người. Đấy, người giàu họ phóng khoáng lắm anh em ạ. Game thì Bốt còn 500.000 để xem tình trạng tiêu xài game của Bốt thế nào nhé. Sự kiện đổi quà Halloween thì Bốt đã đổi hết rồi. Chắc Bốt thuộc tiếp người sống vội, ghét phải chờ đợi. Vòng quay may mắn cũng quay hết cả luôn, full vòng quay luôn rồi. Bốt cũng chơi đỏ đen đặt kèo này. May mà về bờ ấy, clear shop mà vẫn dư 17.000 xu. Chúng ta sẽ xem túi đồ của Bốt xem có những gì nha. Tài nguyên thì khỏi phải nói, một bầu trời điểm VIP, cũng là kẻ ăn không hết người lần trả ra mà. Ngoài ra thì các gói tài nguyên trong túi cũng không nhiều lắm. Bốt có thói quen là hay bóc tài nguyên trong túi ra để dùng cho tiện, tức là để trong túi nhìn nó ngứa mắt ấy. Bốt thì dư 38 dương pha lê trong mùa sau rồi. Trên màn hình thì anh em có thể thấy vẫn còn đang dư 41 triệu pha lê nữa. Theo như mình biết ấy, thì là để bổ sung tăng tốc. Tuy là pha lê của Bốt đã dư rồi nhưng mà Bốt vẫn hốt hết các gói xuyên sơn để lấy thêm game chơi sự kiện, tiện là xả dương vàng luôn cho anh em trong clan cùng nhau hit. Bốt quả là một dân chơi không sợ mưa rơi anh em ạ. Tăng tốc thì gần như là còn cái nịt rất là ít, như này khác gì không có đâu. Bốt bung hết ở trên trận King Zone rồi anh em. Mục tăng mạnh thì rất nhiều vật phẩm qua dự trữ huấn luyện, mấy cái vật phẩm tăng cường tấn công với lại tăng giới hạn đội quân thì còn hơi ít nhỉ. Mà Bốt dân chơi mà mùa mấy hồi quá là easy. Lượn qua mục thiết bị rất nhiều dương nguyên liệu, mở thử nhá, mở thử vài cái xem đã bắt à. Để có được nhiều nguyên liệu như vậy thì không phải tự dưng mà có anh em ạ. Nạp cũng chỉ là một phần thôi, đa số là tích góp từ các sự kiện như Seroli, Vương Cúc Vàng. Đây đều là những sự kiện tốn rất nhiều thời gian. Nếu bạn đang bận bịu với cuộc sống và không có quá nhiều thời gian cho trò chơi, có thể các bạn sẽ cần đến dịch vụ chăm sóc tài khoản cày cuốc tận răng của GPI. Chúng mình sẽ tối ưu hóa lượng vật phẩm từ các sự kiện free để các bạn có thể phát triển tài khoản một cách tốt nhất. Dĩ nhiên giống như các dịch vụ khác như là Pilot, trung gian mua bán tài khoản, chúng mình luôn đặt chữ tín lên hàng đầu nha. Tiện đây thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tất cả dịch vụ của GPI. Quay lại với tài khoản của Bốt. Tiếp theo là vũ trang. Bốt có rất nhiều dương chứa vũ trang chưa mở này. Để mình thử nhân phẩm xem sao nhé. Ôi, ra minh văn khắc chiến này, tăng sát thương đòn công thường. Bốt còn dư 4 cái minh văn tím chưa khảm. Hai cái này là tăng phòng thủ, cái này là tăng sát thương đòn đánh, cái còn lại là tăng sát thương kỹ năng. Dương vũ trang cam nhiều quá nên là để mình mở dương vòm cho nó meta nhé anh em. Ôi, quá đen, chẳng có gì đặc biệt. Tiếp theo phần nữa nào. Đấy, ít nhất phải thế chứ nhỉ. Hai cái minh văn hào khí này tăng thêm sát thương khi trên 70% nộ. Ngon đấy. Hoãn lại thì có tỷ lệ giảm sát thương cũng ngon không kém. Cái hấp tấp này thì hơi lỏ, nên là thử vậy thôi anh em nhé. Tiếp theo thì có các vật phẩm khác, không có quá nhiều thứ nổi bật. Nhưng mà Bốt có tận 384 cái hộ chiếu. Này thì Bốt vượt biên bay nhảy ai mà cản được. Bay được tận 5 lần này. À đây rồi. Cái này có hai quả niên giám dốc này. Chúng ta sẽ sang năm 2013 coi hành trình của Bốt chơi game nào nhé. Có lỗi lầm gì không nào? Ui, Bốt đã tiêu gần 49 triệu đá quý anh em nhé. 49 triệu, ui trời ơi. Theo như số liệu từ một số bot mà mình biết ở KVK1 ấy, thì tiêu cỡ 5 triệu đá quý là đã gần bằng 1 tỷ Việt Nam đồng rồi. Vậy là trong năm 2023 này thì Bốt Ivan đã tiêu tương ứng khoảng 10 tỷ Việt Nam đồng rồi. Thế để lùi lại xem năm 2022 nhá, xem Bốt ăn chơi kém gì không nào. Bốt chi tiêu bằng một nửa năm 2023 thôi, tức là 25 triệu đá quý. Cái này cũng dễ hiểu thôi, Bốt tạo ác từ nửa cuối của năm 2022 mà. 25 triệu đá quý này thì cũng tương ứng với 5 tỷ Việt Nam đồng đấy. Trời ơi, cả một gia tài. Tổng thiệt hại đã chi tiêu của Bốt lên đến 15 tỷ trong vòng 18 tháng chơi game. Và như mình đã có nói trong đầu video ấy, nếu tính trung bình thì một tháng Bốt tiêu gần 1 tỷ. Quả thật là một con số kinh khủng. Tiện đây để mình xem Bốt nạp ác không nhé. Cỗ máy chiến tranh 3 dương này, chiến binh huyền thoại 1 dương này,
rất nhiều gói EG kẻ trinh phạt mặc dù bot mắc tách rồi. Đêm kỳ diệu linh hồn là gói sự kiện Halloween này. Ở dưới thì toàn bộ đều là cỗ máy chiến tranh. Bot nạp như một cỗ máy nên là mua mấy gói có tên cỗ máy cho hợp gu phải không nhỉ? Chưa dừng lại, kéo xuống sâu một loạt thì chúng ta có suối nguồn trí tuệ này. Cái gói này là các bot ở KVK1 mua nhiều lắm ấy. Tại mua để nâng cấp công nghệ cá nhân mà. Nhưng mà bot chủ yếu bot lấy thêm một ít speed, thêm 25.000 gem và thêm dương vàng cho anh em hit. Sau đó thì bot lại tiếp tục cỗ máy chiến tranh này. Nói chung là bot nạp căng như dây đàn em ạ. Để xem lại một gói giá trị xem bot cờ lia dương xem nào nhá. Gói thế giới mới này nạp hết này, cỗ máy chiến tranh hết luôn, chứng minh huyền thoại hết, ý chí kẻ trinh phạt đạt giới hạn mua hàng ngày, xuất kiếm là thắng cũng hết luôn. Thi thoảng mình cũng thấy bot hay nạp gói truyền thuyết sống nữa. Bot mua rất nhiều mấy gói màu tăng tượng vàng ấy. Bot là kiểu thích sưu tầm ấy, thích sưu tầm chủ đề thành phố huyền thoại này, thích sưu tầm tướng này. Thế nên là mới chơi 18 tháng mà mắc đến tận 4 mấy chỉ huy ấy. Như anh em mình thì mới chơi 1 năm mắc được bao nhiêu chỉ huy, 2-3 chỉ huy à. Mình đã từng đi theo bot Ivan này từ lúc bot mới bắt đầu chơi game. Và bot đã từng là linh hồn của Kingdom 2769 em nhé. Một mình bot nạp thôi đã đẩy quả liên minh của liên minh 69HR lên tận level 31. Thế là anh em đã hiểu đủ chịu chơi của bot ở nhà đúng không? Và đó là những thông tin của tài khoản của bot Ivan. Anh em thấy sao về độ chịu chơi của bot Ivan? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để đón xem những nội dung hay ho của GPI trong tương lai. Mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.